Tiếp tục sang phần 2 là phần tự luận. Ta giải bài 1. Bài 1 này. Cái phương trình sau ta có là 4 sin x bằng căn 3 chia cho cos x trừ đi 2 căn 3 sin 3x chia cho sin 2x. Chúng ta có điều kiện này. Ở đây điều kiện ta thì chú ý là cos x các không và sin 2x các không. Thế thì sin 2x thì bằng 2 sin x cos x, thì chúng ta thấy là nó cos x nằm trong cái sin 2x này, thì chúng ta chỉ cần sin 2x các không thôi. Và tương đương với là x khác k pi trên 2 nhỉ. Rồi ok. Thế vậy ta quy đồng lên thôi. Quy đồng lên nha. Tương đương với này. Thực chất là sin 2x chúng ta là sin 2x này. Thì là bằng 2 sin x cos x đúng không? Rồi. Thế mẫu thức chung chính là sin 2x. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ tương đương với này. Phương trình sẽ tương đương với. Đây này là 4. Sin x nhân với sin 2x. Rồi. Thế là bằng này. Đây này chúng ta sẽ có gì? 2 sin x thôi đúng không? 2 sin x này. 2 sin x tức là 2 căn 3 sin x này. Rồi này, trừ đi 2 căn 3 sin 3x. Nhờ. Ok. Bây giờ tiếp tục đây, ta sẽ nhóm cái thằng nào ra ngoài? Nhóm cái thằng 2 căn 3 ra ngoài. Tương đương với 4 sin x nhân với sin 2x này bằng 2 căn 3 trong còn sin x trừ đi sin 3x. Rồi chúng ta sẽ áp dụng công thức tổng thực tích bên này nha. Tương đương này 4 sin x sin 2x giữ nguyên bằng này sin trừ sin thì bằng 2 cos sin. Được chưa? Sin trừ sin thì bằng 2 cosin. Vậy thì 22 là 4 này. 4 căn 3 này. Sin trừ sin thì bằng 2 cos. Cos gì? Cos của tổng chia đôi. Tức là cos của x cộng 3x chia 2 thì còn 2x. Đó. Rồi tiếp tục cos của hiệu chia đôi. X trừ đi 3x thành còn sin. À cosin. Sin của gì? Hiệu. Thằng này trừ này chia đôi này. Sin của chữ x. Sin chữ x thì bằng trừ sin x, mình đưa dấu trừ ra bên ngoài. Được. Ok, thế chuyển vế sang là ok rồi, đúng không? Chia cả hai vế cho gì? Chia cả hai vế cho 4 này, rồi chuyển vế nhóm này, nhóm sin x ra ngoài. Chúng ta sẽ có sin x trong còn sin 2x cộng với căn 3 cos x. Ok, dễ rồi. Bằng 0. Cái này khá là đơn giản rồi. Sin x bằng 0. Đó. Cái 0 thì chắc chắn là tín loại rồi. Vì nó sẽ nằm trong sin 2x bằng 0. Đúng không? Thế còn sin 2x này thì bằng trừ căn 3 cos 2x. Đó. Ở đây thì sẽ chia cả hai vế cho cos 2x để thì tan cho tính nó dễ. Đó. Chúng ta sẽ có này. Trên là x bằng kpi. Cái loại này. Tan 2x. Bằng trừ căn 3 đây tương đương với x bằng kpi là 2x bằng trừ pi trên 3 đúng không? Đây căn 3 là chính là pi trên 3 và trừ pi trên 3 cộng với kpi. Ok, x bằng kpi rồi x bằng trừ pi trên 6 cộng với kpi trên 2. Chưa? So sánh điều kiện này. Điều kiện của chúng ta là x khác gì? Kp trên 2, đúng không? X khác kp trên 2. Thì đương nhiên là thằng này sẽ bị loại này. Đó. Này sẽ là loại này. Chưa? Này sẽ thỏa mãn này. Để kp trên 2 cộng với trừ trừ pi trên 6 chắc chắn là khác kp trên 2 rồi. Để kết hợp điều kiện hay từ đấy suy ra nghiệm đây. Nghiệm của phương trình là
x bằng trừ pi trên 6 cộng với k pi trên 2. Đó là cái bài số 1 chúng ta. Ok. Tiếp tục ta sang bài số 2 này. Bài số 2. Trong mặt phẳng tọa độ OXY cho hai điểm A 2. Điểm A thì có tọa độ là 1 trừ 2. Đó. P A phải đây, A phải có tọa độ là 3 trừ 5. Và đường tròn C, tròn C đây. C. X bình cộng với y bình cộng với 2x trừ 4y trừ 4 bằng 0. Này thì chắc chúng ta phải viết phương trình C đây. C này chúng ta đưa về dạng x trừ a tất cả bình cộng y trừ b tất cả bình bằng r bình thì cho nó dễ đúng không? Đấy, C thì tương đương này. Phương trình C này là x cộng với mấy? Cộng với 1 tất cả bình cộng với y trừ 2 tất cả bình bằng r bình thì chúng ta thấy là ở đây chúng ta sẽ có là cộng 4 cộng 1 là 5 đúng không? Thành trừ, trừ 5, trừ 4 là trừ 9, mình chuyển sang bên này bằng 9. Rồi. Ok, vậy thì suy ra tâm y có tọa độ bao nhiêu? Trừ 1 và 2. Bán kính R chính là bằng 3. Rồi, ok. Rồi. Tâm y. Vậy nó bảo sao đây? Phép tịnh tiến theo vector V biến điểm A thành điểm A phải. Đấy, viết đường tròn C phải là ảnh của C có phép tịnh tiến dễ rồi đúng không? À, ta có A phải này bằng T V A. Thế thì tương đương với A phải vector bằng vector V. Thế nói khác là vector V của chúng ta chính là bằng A phải đấy. A phải vector bằng có nhiều A phải trừ A tức là 3 trừ còn 2 này trừ này trừ 3 đúng không? 2 trừ 3 đúng nhỉ? Ok. Đó. Vector V như vậy. Thế bây giờ chúng ta thì gọi C phải rồi. Ta có C phải bằng T V của C. Đó. C phải có tâm y phải. Và bán kính R phải. Vậy thì từ đấy suy ra thứ nhất là R phải chính là bằng R bằng mấy? 3. Và Y phải chính là ảnh TV Y. Vậy từ đấy suy ra ta sẽ có các công thức thôi đúng không nhỉ? XY phải thì bằng XY cộng với A tức là cộng với cái thẳng cộng với 2. Và Y phải bằng y rồi trừ đi 3. Cái thằng này bằng mấy? Tâm y đây, tâm y thì có tọa độ bao nhiêu? Là trừ 1. Trừ 1, 2 đúng không? Trừ 1, 2 thì trừ 1 cộng với 2 là bằng 1. Rồi 2 2 mà trừ đi 3 thì trừ 1 đúng không? Rồi 2 trừ 3 đúng không nhỉ? Rồi đúng rồi. Vậy từ đấy suy ra y phải tâm là 1 trừ 1. Từ đấy suy ra phương trình C phải là x trừ 1 tất cả bình phương cộng với y cộng 1 tất cả bình phương bằng r bình tức là bằng 9. Rồi, ok. Đây là bài số 2. Khá là dễ. Thế nhỉ? Tiếp tục ta sang bài số 3. Bài số 3. Bài 3. Cho hai đường thẳng D1 và D2 song song với nhau, trên D1 lấy 5 điểm phân biệt, trên D2 lấy 6 điểm phân biệt, hỏi có bao nhiêu tam giác tạo từ các điểm trên. Ok, tam giác thì sẽ có 3 điểm rồi, đương nhiên là như thế. Thế nhỉ? Đó. Đương nhiên là như vậy. Vậy thì chúng ta làm thế nào? Ở đây chúng ta sẽ lấy 1 điểm trên D1 và 2 điểm trên D2 và ngược lại 1 điểm trên D2 và 2 điểm trên D1 thì ta sẽ có trường hợp 1. Trường hợp 1 chưa? Tam giác. Tam giác được tạo
Ừ, một điểm trên D1 và hai điểm trên D2 chưa nhỉ? Thì à, lấy một điểm trên D1 sẽ có bao nhiêu? Có C1 của mấy, có mấy điểm? C1 của 5, tức là có 5 cách đúng không? Viết C1 của 5 cách. À, lấy 2 điểm trên D2 nó có gì? D2 của 5 cách. Vậy thì ta sẽ có ở đây chúng ta sẽ có C1 của 5 nhân với C2 của 5. À, chúng ta sẽ bấm máy bằng bằng bao nhiêu? Có bao nhiêu tam giác đây? Ta bấm máy này, C1 của 5 là 5 này, 5 nhân với là 5 C2 bằng 50. 50 tam giác. Rồi, đây là trường hợp 1. Ok chưa? Trường hợp số 2. Trường hợp 2. Ngược lại thôi, đúng không nhỉ? Trường hợp 2. Thì à, vừa rồi ta lấy một điểm trên D mấy? Một điểm trên D1 và hai điểm trên D2 thì ngược lại. Bây giờ lấy gì? Lấy hai điểm. Ô, hình như là vừa rồi mình nhầm rồi, chỗ này mình nhầm đây. D2 là có 6 mà, thì C2 là 6 chứ. D2 có 6. Đấy. Chỗ này 6 này, bấm máy lại tí thì bấm sau nha. Đấy. Ngay, nhầm ngay, nhầm ngay. Mà. Rồi. Đó, tí em bấm lại chỗ này xem bằng bao nhiêu. Chờ. Lấy 2 điểm trên trên D1 và một điểm trên D2. Vậy thì chúng ta sẽ có là lấy 2 điểm trên D1 thì ta có gì? C2 của 5 cách và một điểm trên đấy. D2 có một điểm. Trên D2 có gì? C1 của 6 cách. Vậy đây chúng ta sẽ có là C2 của 5 trên C1 của 6 bằng, ta sẽ bấm máy luôn cả hai cái luôn nha. Đó. Đây. Nhân lại này, 5 này nhân với 6 2. Mình bấm trường hợp 1 bằng 75, thằng này là 75 này. Đó. Và 6 nhân với 5 C2 60. 60 tam giác. Vậy chúng ta tổng hai trường hợp vào thì lấy 60 cộng với 75 thôi. Vậy ta có gì? 60 cộng với 75 bằng 135 tam giác. Tạo thành, được chưa nhỉ? Đó, tam giác tạo thành. Ok, đấy là bài số 3, rất là đơn giản. Tiếp tục sang bài số 4. Bài số 4. À, đội học sinh giỏi của một trường gồm 18 học sinh, trong đó có 7 học sinh khối 12, 6 học sinh khối 11 và 5 học sinh khối 10. Hỏi có bao nhiêu cách chọn cử 8 học sinh trong đội đi dự trại hè, sao cho mỗi khối có ít nhất một em? Ok, thì bài này chắc chúng ta sẽ dùng cái phần gọi là người ta gọi phần bù đấy, tức là lấy tổng trừ đi cái trường hợp mà không đủ cả ba khối, đúng không? Ok rồi, ta lưu ý này, ở đây mình sẽ chọn 8 học sinh bất kỳ. Bước thứ nhất, tức là thứ nhất là chọn chọn
8 học sinh bất kỳ. Chọn 8 học sinh bất kỳ. Trong 18 học sinh. Người ta có C8 18 cách. Đó. Bây giờ mình chọn gì? Chọn 8 học sinh không đủ cả 3 khối thì bây giờ mình sẽ chọn 8 học sinh là của khối 12 và khối 11. Đó. Chúng ta sẽ có như sau, chọn 8 học sinh. Chọn học sinh khối 11 cộng với 12 thì ta có gì? C8 của bao nhiêu? Khối 11 cộng 12 thì chúng ta sẽ có là 13 cháu. 13 cách. Tiếp tục chọn 8 học sinh khối 11 cộng với 10 sẽ có bao nhiêu? 11 cộng với 10 đúng không? 11 mà cộng với 10, 11 là 6. 10 là 5, vậy về C8 của 11 cách. Tiếp tục chọn 8 học sinh của bao nhiêu? 10 cộng 12, 10 lớp 10 và lớp 12 thì ta có C8 của bao nhiêu? 10 với 12, 17 với 5, 7 và 5 là thành 12, 12 cách. Vậy thì trong này chúng ta sẽ không đủ cả 3 khối đây. Ở đây chúng ta chú ý là nếu như giả sử cái số học sinh chọn này mà nó ít hơn số học sinh của từng lớp này thì chúng ta thấy sẽ bị lặp. Nhưng tuy nhiên trong bài toán này thì chúng ta thấy rằng không xảy ra trường hợp là chọn lặp cái số học sinh này của từng khối. Chúng ta lưu ý nhé. Bài toán này là nếu như giả sử như chọn 5 học sinh thôi. 5 học sinh đi dự trại hè chẳng hạn thì chúng ta sẽ bị lặp này. Bị lặp ở cái trường hợp là chọn 5 học sinh khối 10, khối 11 ở hai thằng này lặp một cái thì chúng ta phải trừ đi, chúng ta sẽ tính khác nhé. Trong trường hợp này thì chúng ta thấy là nó không đủ. Đấy, đây là 7 học sinh này. Chỗ này là gì? Này là 7 học sinh. Ở đây chúng ta có 7 học sinh thôi. Chỗ này có 6 học sinh thôi. Số 5 học sinh thôi. Nó nhỏ hơn gì? Nó nhỏ hơn 8. Không phải trừ đi. Chỗ này là chúng ta thấy không đủ cả 3 khối mà. Đúng ra là chúng ta phải trừ đi, nhưng mà ở đây cũng không phải trừ đi. Thì bây giờ chúng ta thấy tổng trừ đi các phần này là xong. Vậy số cách chọn 8 học sinh à 8 học sinh à, sao cho mỗi gì? Mỗi khối có ít nhất một em. À, tổng trừ đi, đúng không? Tổng trừ đi, tức là C gì? C8 của 10, 18 trừ đi C8 của 10, 11, 12, 13, đúng không? 11 cộng với C8 của 12 cộng với C8 của 13. Rồi ta bấm máy thôi. Bằng. Ok, bấm máy đây. Rồi, C8 của 18 10 trừ đi 10 cộng với 12 à. Bằng đó 41811 41811 cách. Ok.
Đó, chúng ta lưu ý như vậy. Chú ý thầy là trong trường hợp này, nếu như mà giả sử mà chúng ta mà cái số học sinh nó nhiều lên, nó nhiều hơn số 8 này, ví dụ như nó là 9, 10, 11 chẳng hạn, giả sử thế đi, thì chỗ này chúng ta phải trừ đi nhá, C8 của 9 này, trừ đi C8 của 10 này, trừ C8 của 11, ví dụ thế. Trong cái ngoặc này chúng ta phải trừ đi, chúng ta sẽ bị lặp. Ok, trong ngoài này thì nó không thể lặp được, bởi cái số học sinh này này nó nhỏ hơn cái thằng học sinh chọn. Đấy, chúng ta chọn 8 học sinh này. Đó. Thì chúng ta thấy là nó nhỏ hơn thì chúng ta không rơi vào trường hợp mà bị lặp. Ok. Rồi. Thì đấy là cái bài số 4 và chúng ta kết thúc cái đề này đây. Rồi. Ok.